Một nửa thời gian của một đã trôi qua. Và lần nữa chúng ta đang thấy được sự hiệu quả trên hàng tấn công của Manchester United. Oli Watkins. Martin sút xa. Aston Villa đang di chuyển với một khối đội hình rất hợp lý. Watkins. Lại một lần nữa thì Onana là người chiến thắng. Sẽ có phạt góc. Sẽ có phạt góc cho cầu thủ Aston Villa vừa. Làm gì đây? Matikas. Cười. Không hồ. Là Leon Bailey. Nguy hiểm. Cười. Không hồ. Vẫn là các cầu thủ Aston Villa. Cười. Không hồ. Nhiều thời gian cho Aston Villa. Đánh đâu. Lại là Oli Watkins. Matikas. Matikas. Quá đơn giản với Andre Onana. Henry hay Robin van Persie. Cứ mỗi 99 phút thì Leandro Trossard lại đóng góp vào một bàn. Rất hay. Edson Álvarez. Không được. Đường chuyền đồng biên khá hay. Emerson. Quyết định đưa bóng vào tầm thấp của Emerson đã không vượt qua được Ben White. Cho xa. Phá bóng hơi chủ quan của Ben White. Phillips là người đã phạm lỗi nhất của câu lạc bộ West Ham. Lại thêm một cơ hội dành cho Arsenal. Martinelli. Rất hay. Ben White. Phá bóng nhường nhau. Goal! Đáng giá từng đồng mà West Ham đã bán cho Arsenal. Khoảnh khắc Declan Rice nhận ra bóng đến vị trí của mình, anh đã hiểu rằng bàn thắng đến. Cú vung chân quá đẹp. Cũng như huấn luyện viên Mika Arteta ăn mừng. Tuy nhiên Odegaard đã phản ứng lại với Jared Bowen cho rằng mình bị phạm lỗi nhưng thiếu đi nhiều phương án tổ chức lối chơi. James Ward-Prowse đang là người phải đạo diễn lối chơi của. Không được. Và phối hợp không ăn ý giữa Trossard và Havertz. Jared lại là một tình huống treo bóng về phía cột xa của Declan Rice. Đánh đâu! 1-0 cho Arsenal và đó là William Saliba. Phạt góc tại Premier League mùa này. Đến lần thứ 7 thì Arsenal đã thành công với các chiến thuật đá phạt góc của mình. Edson Álvarez là người không thể theo kèm với trung vệ người Pháp. Tiền vệ bên phía West Ham đã hơi bị động trong tình huống bật lên. Anh đã chậm hơn Saliba. Bàn thua đã đến như một lẽ tất yếu với đội chủ nhà. Sau tất cả những gì mà họ phải chóng vừa bật vào tay của Declan Rice. Tiếp tục là một cú sút xa nữa của Ben Johnson. Quãng thời gian khá dễ thở với huấn luyện viên Eden Hag. Chắc chắn là Aston Villa sẽ rất dè chừng với hàng tấn công của Manchester United khi mà tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng của cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Đấy đâu! Pha băng vào của Harry Maguire trong hệ thống phòng ngự của Aston Villa. Lại là Harry Maguire. Cú đá hụt của Martin vẫn đang là số 7 của Aston Villa. Mark hướng tới Harry Maguire. Lại là Maguire tới. Vô! Villa ở mức đáng báo động. Højlund đã thoát đi. Không hề có lỗi việt vị của tiền đạo người Đan Mạch. Cú đá bằng chân trái.
rất nhanh. Và chỉ một chạm thôi, cái duyên ấy một lần nữa đã đến với Rasmus Højlund. Bóng trôi qua khe chân của Emiliano Martinez. Đáng khen hơn cả là khả năng thoát ra khỏi sự đeo bám của Camara. 6 Oli Watkins. Watkins rất cố gắng, vẫn Dula Luis đánh trái, tiếp tục làm pha cho khe vào giữa, lại một lần Magin đánh đầu, người đã truy cản được pha bóng vừa rồi. Fofana, Fofana tại ngoại hạng Anh. Cơ hội cho Liverpool dứt điểm. Lại thêm một cú sút của Jota. Liverpool đã bắt đầu chơi chậm lại để giữ nhịp. Andy Robertson. Andy Robertson không vượt qua được. Liverpool của Ole Gunnar Solskjaer đã có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay cú dứt điểm trúng đích đầu tiên trong trận đấu này. Curtis Jones. Andy Robertson. Pha ngăn chặn rất tốt của Dalot. Aaron Ramsey, pha khống chế bóng chưa thực sự tốt để giúp. Pha đảo cánh chính xác của Harvey Elliott. Jota. Không có lỗi của cầu thủ bên phía Burnley. Andy Robertson. Andy Robertson. Đánh đầu. Lại là nỗ lực để có thể gia tăng cách biệt. Andy Robertson. Lỗi thực. Andy Robertson. Đánh đầu. Của Kai Havertz. Odegaard. Martin Odegaard. Leandro Trossard. 50 của anh trong màu áo Arsenal. Người đã kiến tạo cho cầu thủ người Bỉ là Martin Odegaard. Dù đã chạm được ngón tay vào bóng nhưng Areola không thể cứu thua. Pha sửa lòng quá khó của Tosa. Thêm một trận đấu mà Liverpool. Declan Rice. Bukayo Saka, cơ hội dành cho Saka lập cú đúp trong trận đấu này. 5-0 cho Arsenal và đó là cú đúp của Bukayo Saka. Lại một lần nữa Emerson Palmieri để hỏng Bukayo Saka. Nayef Agüero cũng không thể làm gì. Cú dứt điểm vào góc gần khiến cho Areola chỉ còn biết đứng chôn chân. Odegaard có thêm một kiến tạo trong trận. Đấy lại là một tình huống treo bóng về phía cột xa của Declan Rice. Đánh đầu! 1-0 cho Arsenal và đó là William Saliba. Phạt góc tại Premier League mùa này. Đến lần thứ 7 thì Arsenal đã thành công với các chiến thuật đá phạt góc của mình. Edson Álvarez là người không thể theo kèm với trung vệ người Pháp. Tiền vệ bên phía West Ham đã hơi bị động trong tình huống bật lên. Anh đã chậm hơn Saliba. Bàn thua đã đến như một lẽ tất yếu với đội chủ nhà sau tất cả những gì mà họ phải. Một quả treo bóng rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 3-0. Người đã đánh đầu là Gabriel Magalhães. Trận không thắng thứ 7 liên tiếp. Chúng ta hãy cùng xem lại tình này. Không hề có lỗi việt vị. Pha dàn xếp tấn công quá hay của Arsenal. Lại là cố định.
bàn thắng thứ 16 của Arsenal từ những tình huống cố định trong mùa giải này, và họ vẫn đang là ông vua bóng chết tại Premier League mùa giải năm nay. Pha lập công thứ 3 của Gabriel bằng đét của câu lạc bộ West Ham, lại thêm một cơ hội dành cho Arsenal. Martinelli rất hay, Ben White, pha bóng nhường nhau. Đáng giá từng đồng mà West Ham đã bán cho Arsenal. Khoảnh khắc Declan Rice nhận ra bóng đến vị trí của mình, anh đã hiểu rằng bàn thắng đến. Cú vung chân quá đẹp. Tinh thần của các cầu thủ West Ham đã đổ sập hoàn toàn. Và đá bóng tốt của Chelsea, Gusto. Trong hai mùa giải gần nhất trở về với Selhurst Park trong tư cách là một cầu thủ Chelsea đối đầu với Palace, Conor Gallagher đều ghi bàn. Trước đó, Cole Palmer. Gallagher! Huấn luyện viên Roy Hodgson đã để thua Chelsea tới 16 trận trước khi trận đấu này diễn ra, và là đội bóng mà ông nhận thất bại nhiều nhất. Cole Palmer có đường kiến tạo thứ 5 của mình ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Còn ở... Bukayo Saka, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Arsenal. Bàn thắng thứ 50 của Bukayo Saka cho Arsenal trên mọi đấu trường, và là pha lập công thứ 12 của anh trong mùa giải năm nay. Saka đã đánh lừa được Areola. Tuổi 159 ngày. Đó là độ tuổi của Bukayo Saka khi anh cán mốc 50 bàn cho Arsenal trên mọi đấu trường. Saka trở thành cầu thủ trẻ nhất trong vòng gần. Bukayo Saka, cơ hội dành cho Saka lập cú đúp trong trận đấu này. 5-0 cho Arsenal, và đó là cú đúp của Bukayo Saka. Một trận đấu quá tưng bừng với các pháo thủ. Lại một lần nữa Emerson Palmieri để hỏng Bukayo Saka. Naif Agut cũng không thể làm gì. Cú dứt điểm vào góc gần khiến cho Areola chỉ còn biết đứng chôn chân. Odegaard có thêm một kiến tạo trong trận đấu này. Cơ hội, dứt điểm. Cuối cùng thì Erling Haaland cũng đã lên tiếng ở lần chạm bóng thứ 17 của mình ở trong trận đấu này. Anh đã mang về cho Man City được bàn thắng mở tỷ số và niềm vui vỡ hòa trên sân vận động Etihad. Đây là bàn thắng thứ 15 của Erling Haaland tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Hàng phòng ngự của Everton cuối cùng thì cũng đã bị sụp đổ từ một tình huống cố định. Mới chỉ ghi được 26 bàn, và đây là cơ hội dành cho Haaland. Erling Haaland rất khỏe. Thứ 51 trong trận đấu được dành cho Kevin De Bruyne, và ngay sau đó thì kiến tạo này được tính cho tiền vệ người Bỉ. Pha bóng mà Haaland đã chủ động có một tình huống cay trước
để có thể che chắn được trái bóng này. Và Ben White đã mất đà. Phần còn lại khi đối mặt với Jordan Pickford là dễ dàng với tiền đạo người Na Uy. Cole Palmer, Gallagher. Huấn luyện viên Roy Hodgson đã để thua Chelsea tới 16 trận trước khi trận đấu này diễn ra, và là đội bóng mà ông nhận thất bại nhiều nhất. Cole Palmer có đường kiến tạo thứ 5 của mình ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Connor kỷ lục đáng buồn trong lịch sử của đội bóng này. Cole Palmer là người đã có cú đúp kiến tạo, còn Munoz đã biến thành một gã hề trong trận đấu mà anh ra mắt các cổ động viên nhà. Enzo quá điềm tĩnh.